Chương 129, nhìn thấy Cố Thừa Diệu, ánh mắt Diêu Hữu Thiên vô cùng kinh ngạc, nhưng cô che giấu rất tốt, nhanh chóng đứng lên đi về phía Cố Thừa Diệu. Anh không phải nói là anh có việc sao? Đúng vậy. Cố Thừa Diệu coi như không nhìn thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt của Diêu Hữu Thiên, chỉ nhìn về phía Diêu Đại Phát và Tuyên Tĩnh Ngôn, đưa những món đồ trong tay ra. Ba, mẹ, đây là quà mẹ con nhờ người đưa tới, bà Thông Gia khách sáo quá. Tuyên Tĩnh Ngôn đối với bên Thông Gia này không có điểm nào chê trách, lễ nghĩa chu đáo, lại khách khí với họ, người ít đến thành phố Y nhưng lễ vật thì không thiếu. Diêu Hữu Thiên có chút bất ngờ, nhìn mẹ mình nhận đồ từ tay của Cố Thừa Diệu, anh đi lấy đống đồ này rồi mới đến à? Không phải chứ, nếu Kiều Tâm Uyển kêu người đưa đồ tới, sao hôm qua không nhắc? Ừ, Cố Thừa Diệu lạnh nhạt nhìn cô, sự bình tĩnh trong ánh mắt không nhìn ra vui buồn, vô duyên vô cớ khiến tim Diêu Hữu Thiên đập lỗi một nhịp. Hôm qua cô mới làm Cố Thừa Diệu mất mặt, hôm nay anh lại bày ra bộ dạng này. Cô không muốn nghi ngờ Cố Thừa Diệu có âm mưu gì nhưng làm thế nào cũng không tin anh lại tốt đến vậy. Lẽ nào anh lại cho cô nếm vị ngọt xong rồi đợi khi về nhà sẽ tính sổ với cô sau? Không cần biết những lễ vật kia có phải là Kiều Tâm Uyên chuẩn bị hay không, lúc này Cố Thừa Diệu đến nhà đã đủ để nói lên ý nghĩ và lập trường của anh. Được được được, giọng nói sang sảng của Diêu Đại Phát lại vang lên, không quên dùng sức vỗ vỗ vào lưng của Cố Thừa Diệu. Bà Thông Gia thực sự quá khách sáo rồi, lần sau ba đến Bắc Đô nhất định đến nhà Thông Gia uống vài ly. Cố Thừa Diệu cười nhẹ, thái độ không có ý nịnh bợ nhưng cũng hiện rõ sự thân thiết. Được, lần sau ba đến Bắc Đô nhớ nói với con và Thiên Thiên cùng đi với ba. Con rể tốt, con rể tốt. Sắc mặt của Diêu Hữu Thiên ngày càng rạng rỡ, tiếng cười giòn rã vang khắp phòng khách. Thừa Diệu, con ngồi đợi một chút, sắp được ăn cơm rồi. Dạ, Cố Thừa Thiệu lễ phép khom người ngồi xuống sofa, mắt nhìn về phía Diêu Hữu Thiên. Anh ba và anh tư đâu ạ? Hữu Quyền có một ca mổ, Hữu Thế gần đây bận việc chuyển thể truyện tranh, không thấy mặt mũi đâu, mẹ tìm nó mà cũng không tìm được. Lúc Tuyên Tĩnh Ngôn nói câu này, trong lòng còn thở dài vài tiếng. Con cái lớn rồi, mỗi đứa đều bận việc của riêng mình, bọn chúng giống như trở thành người lạ vậy, một tháng khó mà thấy mặt con mình một lần, kể cả đứa ngay bên cạnh muốn ăn cơm cũng khó. Không sao, sau này con với Thiên Thiên xuyên đến đây ăn cơm, chỉ cần mẹ không chê phiền phức là được. Lời của Cố Thừa Diệu khiến Diêu Hữu Thiên giật mình, cái tên này hôm nay lại bị ma nhập rồi à, đứa trẻ này, nói cái gì vậy, chỉ cần tụi con chịu đến mẹ không biết là sẽ vui mừng đến nhường nào nữa. Tuyên Tĩnh Ngôn đối với người con rể này càng nhìn càng vừa ý, cầm điều khiển TV lên bấm, các con xem TV đỡ, mẹ đi nhìn xem đồ ăn xong chưa, xong rồi thì có thể ăn cơm, nói xong thì đi vào nhà bếp, mà lúc này Diêu Giải Phát mới nhở ra bản thân có việc tìm con rể. Nói với anh về hai miếng đất ở thành phố T mà ông mới mua được. Con rể tốt, lần sau giúp ba tư vấn một chút, cái này có thể dùng vào việc gì? Đương nhiên nếu có thì có hứng thú mọi người cùng nhau kiếm tiền. Sự nghiệp nhà họ Diêu bây giờ lớn như vậy, đương nhiên càng làm càng lớn. Trên thương trường thời gian nhà họ Cố lâu hơn mình, Diêu Đại Phát vẫn tin tưởng vào con mắt của Cố Thừa Diệu lắm. Ba, nếu ba tin tưởng con, lần sau con tự mình đến thành phố T thị sát. Đến lúc đó con có thể nói người ta mang vài phương án đến cho bà, ba xem cái nào hay thì chọn cái đó. Được, được, như vậy là tốt nhất. Gần đây ở IGIA nhà thành phố lớn mặc dù tăng lên nhưng về tổng thể vẫn không lạc quan cho lắm. Mặc dù ba mua được đất rồi nhưng lại không muốn kinh doanh bất động sản, nguy hiểm quá lớn. Chính xác, thành phố lớn thì không cần phải nói, đất của thành phố vừa và nhỏ nếu muốn phát triển cũng có thể suy nghĩ thêm. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, Diêu Hữu Thiên ngồi bên cạnh nhưng không thể nói xen vào một câu nào, nên đem sự chú ý chuyển đến TV. Sự xuất hiện của Cố Thừa Diệu khiến cô rất bất ngờ. Đối với Cố Thừa Diệu, cảm giác của cô ngày càng phức tạp. Mỗi lần cô muốn cải thiện mối quan hệ với anh nhưng giữa hai người luôn xảy ra những hiểu lầm thế này thế khác, mà muốn cô cúi đầu trước Cố Thừa Diệu, cho dù cô có cảm giác động lòng với anh cũng tuyệt đối không làm điều đó. Tùy ý chuyển đến kênh tin tức của đài thành phố, trên TV đang phát tin tức sinh hoạt của người dân, sau đó xen vào một tin tức giới showbiz. Theo phóng viên của đài ghi nhận, vào lúc sau giờ chiều ngày hôm qua, ngôi sao điện ảnh hạng A Triệu Bách Xuyên cùng ăn cơm với một người phụ nữ bí mật. Người nụ nữ này hình như là nhân viên của công ty. Người chứng kiến nói rằng đã nhìn thấy Triệu Bách Xuyên đã đến công ty của người chị dâu này để đón người. Trên màn hình thực ra chỉ có vài tấm hình bị làm mờ, một tấm là Diêu Hữu Thiên,
một tấm nữa là Diêu Hữu Thiên được Triệu Bách Xuyên ôm trong lòng, che chở cho cô đi ra ngoài, còn có một tấm là khung cảnh Triệu Bách Xuyên ăn cơm cùng Diêu Hữu Thiên trong nhà hàng, hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Tấm hình đó chụp không được rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là khuôn mặt của Diêu Hữu Thiên, bàn tay cầm điều khiển của Diêu Hữu Thiên đơ tại chỗ bất động. Đây là chuyện gì vậy? Cô chỉ là ăn bữa cơm với Triệu Bách Xuyên, tại sao lại chiếu lên TV rồi? Thật ra sáng nay trên báo đã có từ sớm rồi, mà tại Diêu Hữu Thiên vừa ngủ dậy đã về nhà họ Diêu đương nhiên không xem tin tức. Cố Thừa Diệu vốn là đang cùng Diêu Đại Phát bàn chuyện miếng đất ở thành phố T, nghe thấy tên của Triệu Bách Xuyên liền ngước mắt nhìn màn hình TV, Diêu Đại Phát cũng nhìn theo anh, hai người đều nhìn thấy trên màn hình Triệu Bách Xuyên đang ăn cơm với Diêu Hữu Thiên, mà lại còn trò chuyện rất vui vẻ. Phóng viên vẫn còn đang nói dự đoán thử, người phụ nữ này là ai, người khác thì không nhìn ra, chứ Diêu Đại Phát tuyệt đối không thể nào mà không nhận ra con gái của chính mình. Phản ứng đầu tiên của ông không phải là nhìn Diêu Hữu Thiên mà là nhìn Cố Thừa Diệu. Trong con mắt sâu hút của Cố Thừa Diệu phát ra vài tia sáng, ngoài ra trên gương mặt bình tĩnh ấy không thấy được chút suy nghĩ nào trong lòng anh. Diêu Đại Phát lại nhìn về phía con gái, bộ dạng ngơ ngác không nói lên lời của con gái, nếu đổi là lúc khác ông chắc chắn đã cười ầm lên rồi, nhưng hiện giờ ông cười không nổi. Nhìn trên TV đem mối quan hệ của con gái và cái tên ngôi sao điện ảnh hạng A kia dư đoán lung tung hết cả, tâm trạng của ông còn rối tinh rồi mù hơn cả đám người dự đoán kia. Thiên Thiên, đây là chuyện gì? Trước khi con rể lên cơn tức giận, Diêu Đại Phát đã lên cơn trước rồi. Con gái mình có khi nào thật sự có người thứ ba, sau đó đổi cho con rể cái kia chứ? Ba, Diêu Hữu Thiên cảm thấy hơi oan uổng, lườm Cố Thừa Diệu một cái, phát hiện trên mặt anh chỉ là sự bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, chẳng qua là ăn bữa cơm với bạn, còn có thể là gì chứ? Ăn cơm, giọng nói đặc biệt còn có âm điệu địa phương thành phố Y của Diêu Hữu Phát lại vang lên. Ăn cơm ăn đến mức được lên TV, còn nói con là bạn gái của cậu ta. Ba, Diêu Hữu Thiên hơi choáng váng, chúng con thật sự chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, còn nửa hôm qua anh ấy, cô nhìn Cố Thừa Diệu, thật ra muốn nói hôm qua anh ta cũng có mặt, chỉ có điều cô chưa kịp nói Diêu Đại Phát đã nói trước. Thiên Thiên à, không phải là ba cố ý nói con bây giờ cũng đã là người có gia đình, phải giữ khoảng cách với người đàn ông khác, con cũng không phải là trẻ con nữa. Chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm phải phân biệt rõ ràng. Ông đương nhiên tin tưởng nhân phẩm của con gái mình, nhưng Cố Thừa Diệu vẫn còn ngồi bên cạnh, cũng phải bày ra tư thế một tí chứ. Sắc mặt của Diêu Hữu Thiên không lo lắng, mắt dài lườm Cố Thừa Diệu một cái, anh vẫn cứ im lặng, chỉ là ngay lúc này lấy mất cái điều khiển trên tay cô sau đó chuyển sang kênh kinh tế. Thiên Thiên, ba đang nói con đó, con nhìn Cố Thừa Diệu làm gì? Diêu Đại Phát thấy con gái hoàn toàn không có bộ dạng hối lỗi, giọng nói lại to thêm vài phần. Cố Thừa Diệu cuối cùng cũng có lòng tốt giúp đỡ Diêu Hữu Thiên, nhìn vào Diêu Đại Phát mà nói, ba, hôm qua thật ra con cũng có mặt. Diêu Đại Phát khựng lại, Cố Thừa Diệu mỉm cười, có điều con đến sau, vì vậy đám phóng viên không chụp được con, anh lại đi giải thích cho cô. Diêu Hữu Thiên lần này lại càng kinh ngạc, ánh mắt không che đậy được sự bất ngờ. Cố Thừa Diệu, anh rốt cuộc có biết mình đang nói gì không? Lẽ ra anh phải nhân cơ hội này mà mách tội, sau đó để ba cô giáo huấn cô một trận mới đúng chứ? Anh, Diêu Đại Phát lúc này không còn gì để nói, dù sao con rể cũng có mặt vậy thì đương nhiên không có vấn đề rồi, nhưng đám truyền thông này thật sự quá đáng ghét. Đúng vậy, Cố Thừa Diệu cười hồ theo, trong lòng nổi lên suy nghĩ vài việc, nghĩ đến việc Triệu Bách Xuyên mặc dù là ngôi sao điện ảnh hạng A, nhưng thân phận của Diêu Hữu Thiên cũng không phải là bí mật phải che giấu, chỉ cần điều tra một chút thì có thể tra ra thân phận của cô, phải biết là hôn lễ ở Bắc Đô là truyền hình trực tiếp đó. Không chỉ như vậy, họ và Triệu Bách Xuyên đã từng hợp tác, lễ cắt băng và nghi thức chào đón Triệu Bách Xuyên đều xuất hiện chung với Diêu Hữu Thiên nữa, hai người cùng nhau ăn cơm thật ra cũng coi như chuyện bình thường. Rốt cuộc là ai công bố tin tức này ra, người đó là nhằm vào Triệu Bách Xuyên hay là nhằm vào Diêu Hữu Thiên? Chuyện này, bản thân chắc phải điều tra lại. Thời gian còn lại, mọi người cố tình gạt bỏ tin tức này, Diêu Hữu Thiên cũng như Cố Thừa Diệu và Diêu Đại Phát càng hy vọng không nhắc đến chuyện đó nữa. Có điều ăn cơm xong lại gọi Diêu Hữu Thiên đến thư phòng dặn dò một trận, cũng chỉ để nói nhà họ Cố thế nào, Cố Thừa Diệu ra sao, để Diêu Hữu Thiên biết trân trọng hạnh phúc đang có. Từ nhà họ Diệu đi ra, Diêu Hữu Thiên ngồi lên xe của Cố Thừa Diệu, nhìn gương mặt Cố Thừa Diệu tập trung lái xe, gương mặt màu lúa mạch tràn đầy trầm tĩnh,
không nhìn ra ý nghĩ gì, hướng nhìn rời ra ngoài xe, lại rời lên người Cố Thừa Diệu. Cảm ơn anh hôm nay đã đến, cảm ơn anh vừa rồi trước mặt Diêu Đại Phát không làm mất mặt cô, cảm ơn sự biện hộ cho cô trước mặt ba. Cố Thừa Diệu nghe thấy hai chữ ấy, bình thản nhìn cô một cái rồi tiếp tục lái xe, chỉ là nói có hai chữ ấy mà đã khiến cho sợ cảm kích trong lòng Diêu Hữu Thiên, bay hết không còn dấu vết. Chương 130, anh là một kẻ điên. Không khí trong xe vô cùng kỳ quái, anh im lặng không lên tiếng, Diêu Hữu Thiên cũng không phải nói chuyện gì với anh, cứ thế cho tới khi anh bình thản nói một câu, cô nghĩ tôi giống cô à. Giữa buổi trưa, ánh mặt trời của ngày hè tháng 8 nóng kinh người, điều hòa trong xe lại lạnh đến mức khiến Diêu Hữu Thiên nổi da gà, cô cho rằng anh giống cô, ý của anh là gì, ý của anh là gì, chả có ý gì cả. Cố Thừa Diệu vẫn cứ tập trung lái xe, mắt không liếc lấy một cái. Tôi muốn nói cho cô biết, lần sau tránh xa cái tên Triệu Bách Xuyên kia ra, sao lại lôi Triệu Bách Xuyên vào rồi, nếu cô thật sự không chịu được nỗi cô đơn có thể đi tìm người đàn ông khác, nhân vật của công chúng như Triệu Bách Xuyên nếu cô ở bên cạnh anh ta, cô đấy là sợ người ta không biết mình vượt rào à, hay là sợ người ta không biết cô rất có năng lực, ngay cả ngôi sao điện ảnh hạng A cũng cưa đổ, ai không chịu được nỗi cô đơn. Diêu Hữu Thiên bị lời nói của anh chọc giận, Cố Thừa Diệu không buông tha cho cô, còn bồi thêm một câu, đương nhiên cô nhất quyết phải ở bên cạnh Triệu Bách Xuyên khiến tôi mất mặt, vậy thì tôi cũng không ngại làm vài chuyện để tập đoàn Chính Phát và cô không cách nào xử lý, cho dù tập đoàn Chính Phát hiện nay đã bắt đầu có chút quy mô nhưng nói thẳng ra cũng chỏ là ăn may mà thôi, nếu anh thật sự muốn đối phó với cô, thì vô cùng đơn giản, tốt nhất là cô đừng khiêu khích giới hạn của anh. Diêu Hữu Thiên nghiến chặt răng, nghiến tới mức đau cả răng, cuối cùng tức quá hóa giận. Cố Thừa Diệu, anh không ngại để tôi đi tìm người đàn ông khác, anh cũng rộng lượng quá nhỉ, dễ mà. Cố Thừa Diệu gật đầu, dù sao anh cũng không yêu cô, nếu cô thật sự muốn chơi, anh cũng không ngăn cản, nếu cô thật sự muốn chơi, lần sau tôi không ngại giới thiệu cho cô vài người có thể chơi mà lại không phiền phức, so với việc cô huênh hoang như thế này, thì tôi yên tâm hơn nhiều, anh cũng rộng lượng quá nhỉ. Để vợ mình vui thú cùng người đàn ông khác, được đấy, Diêu Hữu Thiên cười khinh bỉ, tôi sẽ đợi anh giới thiệu cho tôi vài người nhé, được, Cố Thừa Diệu thật sự cảm thấy cách này có lý, gật đầu mạnh mẽ, lần sau tôi giúp cô tìm một người. Diêu Hữu Thiên không còn nói nổi câu nào, cái tên Cố Thừa Diệu chính là một kẻ điên, nếu mình mà nghiêm túc thì mình sẽ thua mất. Thành phố Y, biệt thự Lâm Phong, Triệu Bách Xuyên nhìn tờ báo trải trên mặt bàn trà. Trong ánh mắt Tuấn Mỹ hiện lên vài tia sắc lạnh, anh vô ý quá, không hề phát hiện có người chụp lén, chuông cửa vang lên, anh mở cửa, người đứng bên ngoài lại là Hà Nhược Băng. Triệu Bách Xuyên nhăn mày, hai tay khoanh trước ngực, không hề có ý để Hà Nhược Băng vào nhà, không mời em vào nhà ngồi một lúc sao. Hà Nhược Băng không thể diễn tả được tâm trạng của mình khi nhìn thấy những tấm hình của ngày hôm qua, cái tên Triệu Bách Xuyên này cô tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh ta, cũng cố gắng thiết lập sự tồn tại trước mặt anh, nhưng anh thì sao, lúc nào cũng làm mặt lạnh với cô, đẩy cô ra xa hàng ngàn dặm, còn người phụ nữ ngày hôm qua, có điểm nào hơn cô chứ, nhưng lại có thể khiến Triệu Bách Xuyên nở nụ cười dịu dàng với cô ta, còn che chở thênh thiết đến vậy. Triệu Bách Xuyên đáng chết, người phụ nữ kia cũng đáng chết, trong lòng phẫn hận tột cùng nhưng trên mặt lại cười tươi như hoa, còn giận em sao, sau khi em đến thành phố Y, phải tốn một ít thời gian để ổn định vì vậy mới đến tìm anh hơi muộn, anh đừng giận nữa nhé. Triệu Bách Xuyên dùng ánh mắt như thấy quái vật mà nhìn cô ta, không nói một câu nào định đóng cửa lại. Hà Nhược Banh nhanh nhẹn lách người vào, đóng cửa, đặt một cánh tay lên vai anh, lạnh lùng với em vậy, tuyệt tình quá thế, chúng ta có tình à, ở đâu ra có tình để tuyệt đây. Hà Nhược Banh tựa cả nửa thân trên lên người Triệu Bách Xuyên, đừng như thế mà. Nói gì đi nữa chúng ta cũng từng vui vẻ một đêm, sao anh phải lạnh lùng như thế, cô tự đi ra hay là tôi ném cô ra. Trên mặt Triệu Bách Xuyên ánh lên vài tia lạnh lẽo, đưa tay kéo tay của Hà Nhược Băng ra, động tác không đến mức thô lỗ nhưng cũng thấy rõ sự mất kiên nhẫn, thật là một người đàn ông vô tình. Hà Nhược Băng nghiêng đầu, hai, nhưng em chính là yêu cái tuyệt tình của anh. Lúc nói chuyện, cô không quên đưa tay lên mặt anh, đồng thời dán chặt bộ ngực cấp 36D vào người anh. Cái cổ áo chữ V rộng của cô theo động tác này càng tuột xuống trễ hơn, cảnh xuân bên trong dường như hoàn toàn lộ ra. Triệu Bách Xuyên không thèm nhìn hay tay kéo bàn tay của cô ra,
dùng sức đẩy, Hà Nhược Băng bị ném ra ngoài, đi ra, đừng để tôi phải nói lần thứ hai. Hà Nhược Băng ngay lúc sắp ngã xuống đất, thì đỡ được cơ thể mình, ngẩng đầu, ý lấy lòng trên mặt đã bay đi mất, anh đối xử với em như vậy, không sợ em phát tán những tấm hình kia sao? Gương mặt không cảm xúc của Triệu Bách Xuyên nhìn thẳng vào cô, nữ chính của đạo diễn Trương đã thuộc về cô, nếu cô muốn ông ta đổi người thì cô có thể phát tán hình đấy. Hà Nhược Băng siết chặt nắm đấm, thái độ không hề khách khí của anh bị cho là do hôm qua ăn cơm với người phụ nữ kia. Triệu Bách Xuyên, anh vừa bị tung scandal, anh thật sự không sợ sẽ có một scandal tiếp theo khiến danh tiếng của anh bị xấu đi à? Sắc mặt của Triệu Bách Xuyên lập tức đen lại, giơ tay nắm lấy cổ của Triệu Bách Xuyên, thấp giọng nhưng kèm theo sự lạnh lẽo ghê người, là cô cho người theo dõi tôi. Hà Nhược Băng trong lòng nảy lên sự kinh hãi, nhưng chỉ một lúc đã trở thành vẻ khóc lóc tội nghiệp. Em không biết anh đang nói gì, em cho người theo dõi anh bao giờ? Diễn xuất của Hà Nhược Băng kỳ thực không tệ, nếu không sao có thể dấn thân vào giới showbiz. Triệu Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào Hà Nhược Băng, muốn tìm ra kẽ hở trong biểu cảm của cô. Cô chớp mắt, hai hàng nước mắt chảy xuống. Em biết anh rất giận việc em chụp hình anh, nhưng chỉ vì em yêu anh mà thôi, muốn tự cho mình một cơ hội. Anh, những lời tiếp theo không cần nói nữa, chỉ cần cúi thấp xuống ra vẻ đáng thương tội nghiệp nhìn Triệu Bách Xuyên là được rồi. Bàn tay nắm cổ cô của Triệu Bách Xuyên thu về, nhưng trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng. Tránh xa tôi ra, Bách Xuyên, em thật sự chỉ là thích anh mà thôi, tại sao anh chịu tin em chứ? Hà Nhược Băng diễn rất nhập vai, Triệu Bách Xuyên cũng không hề tin, đóng cửa lần nữa tiễn khách. Hà Nhược Băng, đừng để tôi biết được cô giở trò sau lưng tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu. Anh nói người ta như thế, người ta sẽ đau lòng đấy. Mắt Hà Nhược Băng đỏ au, còn cái scandal ấy, nếu anh đồng ý em có thể giúp anh. Không cần, để cô ta giúp, chị e càng giúp lại càng loạn thêm. Triệu Bách Xuyên căn bản không muốn nhiều lời với người phụ nữ trước mặt, nếu cô thật sự muốn giúp tôi thì tránh xa tôi ra, tôi rất ghét trông thấy cô. Giọng nói lạnh lẽo không chút khách khí còn kèm rõ sự ghê tởm. Hà Nhược Băng giận tím ruột tím gan, nhưng trên mặt lại hoàn toàn không nhìn ra được. Được rồi, anh không muốn nhìn thấy em vậy em về trước đây. Ngày kia là lễ khởi quay của bộ phim, nhớ đến sớm một chút. Quay người rời đi, sự nham hiểm trên mặt không che đậy được nữa. Triệu Bách Xuyên, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến anh quỳ xuống van xin tôi. Anh đợi đấy, còn người đàn bà không biết xấu hổ kia, dám giành đàn ông với cô. Cô cũng sẽ không bỏ qua đâu. Triệu Bách Xuyên không quan tâm đến sắc mặt của Hà Nhược Băng. Những tấm hình ngày hôm qua, chắc chắn 80% là do cô ta làm. Ánh mắt càng sâu, lấy điện thoại bấm một dãy số. Giúp tôi một việc. Diêu Hữu Thiên tan sở. Dì Dương đã làm xong cơm nhìn thấy Diêu Hữu Thiên trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Cô Diêu về rồi đấy à. Cơm nấu xong rồi, chỉ cần múc canh là ăn được. Dạ, cảm ơn dì. Diêu Hữu Thiên cười, dì vất vả rồi. Không vất vả, dì Dương múc canh bưng lên, hai tay lau lên tạp dề nhìn vào Diêu Hữu Thiên tỏ vẻ thắc mắc. Cô Diêu, dì có chuyện muốn bàn với cô một chút. Chuyện gì ạ? Hai ngày nữa là Trung Thu, con trai dì làm việc ở thành phố S, dì muốn đến chơi lễ với nó, vì vậy dì xin nghỉ một tuần. Có nghĩa là, nguyên một tuần dì không đến đây nấu cơm dọn dẹp được, chỉ một tuần thôi ạ. Vậy không sao đâu, dì đến chỗ con chơi lễ đi. Tốt quá, cảm ơn cô Diêu. Dì Dương cười cười, vậy hôm nay dì về trước, cô ăn cơm xong xong thì bỏ bát vào bồn, sáng mai dì đến rửa. Chào Diêu Hữu Thiên xong dì Dương cởi tạp dề đi về, ở cửa gặp được Cố Thừa Diệu, đem chuyện xin nghỉ nói với anh lần nữa. Cố Thừa Diệu phóng khoáng đồng ý, cũng nhờ vậy Cố Thừa Diệu mới nhớ ra còn hai ngày nữa là đến lễ Trung Thu mà anh cũng đã đồng ý với Uông Tú Nga sẽ về Bắc Đô chơi lễ. Không khí trên bàn ăn yên tĩnh dị thường, Diêu Hữu Thiên tập trung ăn cơm. Cố Thừa Diệu cũng âm thầm động đũa, từ sau ngày hôm ấy, bọn họ cũng coi như là bình yên vô sự, tiến độ công trình nhanh hơn dự kiến, Diêu Hữu Thiên và Cố Thừa Diệu lại có công việc của riêng mình phải làm, thời gian chạm mặt chỉ có vào thời điểm ăn sáng và ăn tối. Cố Thừa Diệu giải quyết hết phân nửa đồ ăn, bỏ bát xuống nhìn Diêu Hữu Thiên, sáng mai thu xếp hành lý, chuẩn bị về Bắc Đô. Diêu Hữu Thiên khựng lại, đây là câu đầu tiên mà anh nói với cô suốt nửa tháng nay. Về Bắc Đô có việc à, nghỉ lễ với bà nội. Cố Thừa Diệu rất thân với Uông Tú Nga, những năm vừa rồi nếu không có chuyện gì đặc biệt, đều cố gắng sắp xếp thời gian ở cùng Uông Tú Nga. Lần này đến thành phố Y, đã mấy tháng rồi anh không gặp Uông Tú Nga. Diêu Hữu Thiên im lặng,
cô định nghỉ lễ với ba mẹ, có chuyện gì à? Cố Thừa Diệu đợi không thấy câu trả lời của Diêu Hữu Thiên, nhướng mày lên, không có. Diêu Hữu Thiên lắc đầu, Diêu Hữu Quốc và Diêu Hữu Gia đều ở Bắc Đô, coi như là đi thăm anh trai vậy. Cố Thừa Diệu nhận được câu trả lời chính xác, cũng không nói gì nữa, nhưng vừa đi được vài bước chợt dừng lại, xoay người đối diện với Diêu Hữu Thiên, ánh mắt lóe lên, hy vọng lần này cô sẽ không giống như lần trước. Lần trước là lần nào? Diêu Hữu Thiên đầu đầy dấu hỏi nhìn anh. Chương 131, Cố Thừa Diệu anh thật quá đáng, lần trước là lần nào? Diêu Hữu Thiên không hiểu lắm, thấy trên mặt cô vẫn chưa hiểu, Cố Thừa Diệu cam chọc nhếch mép, lần trước đám người Hồ Tư Hiền đến chơi, cô làm vứt hết mặt mũi của tôi coi như bỏ đi, hy vọng cô cùng tôi về Bắc Đô, tự biết phải làm như thế nào, nói năng ra sao, nếu không lần sau đến thăm nhà cô, tôi không ngại mà trả thù từng tí một, họ là cặp vợ chồng trên danh nghĩa. Nếu ngay cả sự tôn trọng cơ bản cũng không làm được, bà nội không nhìn ra vấn đề mới lạ. Diêu Hữu Thiên mấp máy môi nhưng cả nửa ngày cũng chưa hồi hồn, liên tưởng đến việc lần trước anh đến thăm nhà cô nhiệt tình như thế là để lần sau cô đến nhà anh cũng phải làm y như vậy đúng không? Cố Thừa Diệu, anh cho rằng cô là người không hiểu chuyện thế à? Sẽ làm mất mặt anh trước mặt người lớn sao? Cố Thừa Diệu, anh thật quá đáng, tháng 9 ở Bắc Đô, thời tiết oi bức lại còn hơi khô. Trung thu mặc dù gọi mà mùa thu thực ra là hổ mùa thu ra oai, cảm giác còn nóng hơn cả mùa hè, nhiệt độ cao hơn 30 mấy độ, có thể vắt người ra nước được rồi. Diêu Hữu Thiên mặc dù học ở Bắc Đô 4 năm nhưng về thời tiết của Bắc Đô cô vẫn còn không thể chịu được, không khí ô nhiễm nghiêm trọng, xe cộ tắc nghẽn, khí hậu khô hanh, sao mình cứ có cảm giác đang diễn tả thời tiết của Bắc Kinh thế nhỉ? Đương nhiên, sự khó chịu này cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của cô dành cho Bắc Đô, dù sao đi nữa cũng là nơi mình đã sống 4 năm, thời đại học vui nhất, đẹp đẽ nhất đều ở đây. Vừa đến Bắc Đô, việc đầu tiên đương nhiên là về nhà họ Cố chào hỏi người lớn trong nhà. Ung Tú Nga thấy Cố Thừa Diệu về nhà, vô cùng vui vẻ, trong lòng vốn yêu thích Diêu Hữu Thiên, cứ kéo tay Diêu Hữu Thiên hỏi không ngớt, cũng không ở Bắc Đô, cũng đừng chạy đi đâu nữa, cứ ở đây. Phòng của Thừa Diệu bà đã cho người dọn dẹp rồi. Dạ, Cố Thừa Diệu không phải đối, lúc trước dọn đến căn hộ, cũng chỉ vì nó gần công ty. Về phương diện tình cảm, sống trong nhà lớn cùng Ung Tú Nga anh không hề ngại. Ánh mắt liếc qua Diêu Hữu Thiên, Ung Tú Nga cũng nhìn cô. Thiên Thiên à, con không để ý chuyện ở lại đây vài hôm chứ, ở đây chơi với bà già này được không? Sao lại ngại chứ bà nội, bà không chê bọn con ồn ào là mừng rồi, làm gì có chuyện chê. Ung Tú Nga tuổi đã cao, mặc dù chuyện trong nhà không cần bà lo lắng nhưng người cao tuổi đều thích náo nhiệt, các con mà chịu sinh cho bà một đứa chắc, bà còn vui hơn nữa. Diêu Hữu Thiên hơi xấu hổ, không tìm được câu đối đáp chỉ e thẹn cúi đầu. Ung Tú Nga cho rằng cô xấu hổ nhưng không bỏ qua, Thừa Diệu à, bà tuổi đã cao, không mong điều gì khác, con mau chóng tìm người nối dõi cho nhà họ Cố chính là sự hiếu thuận tốt nhất với bà rồi. Cố Thừa Diệu kéo tay Ung Tú Nga. Bất ngờ không phản ứng kịp, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, bà yên tâm, con nhất định sẽ cho bà bế chắc, được được được, Ung Tú Nga cười rộ lên, trên gương mặt đầy nếp nhăn nhưng rất có tinh thần, các con ngồi mấy ba về cũng mệt rồi, cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Ung Tú Nga nói đến đây lại đưa ánh mắt kỳ lạ về phía Cố Thừa Diệu, mấy lần trước con về đều rất vội vàng, bà thấy Thiên Thiên cũng chưa tham quan hết khung cảnh của vườn hoa nhà chúng ta, bây giờ hoa quế bên vườn phía tây nở rồi. Hoa quýt bên vườn phía đông đang vào mùa, đợi lát bớt nóng đưa Thiên Thiên đi xem một vòng, khi nào ăn cơm thì quay về là được. Dạ, Cố Thừa Diệu gật đầu, kéo tay Diêu Hữu Thiên, bà nội cũng nghỉ ngơi đi, con đưa cô ấy đi tham quan một vòng, đi sớm về sớm. Ung Tú Nga nhìn hai người tay trong tay, không biết hài lòng đến mức nào, nhìn điệu bộ này chắc tình cảm cũng không tồi, ngày bà được bế chắc cũng gần tới rồi. Diêu Hữu Thiên ngay lúc Cố Thừa Diệu nắm tay nhất thời cứng người. Nhưng nghĩ lại đây chỉ là Cố Thừa Diệu đang diễn kịch trước mặt Ung Tú Nga, cô tự thả lỏng chính mình, chỉ là diễn kịch mà thôi, đừng quá chú ý, nắm tay thì có gì đâu. Diêu Hữu Thiên nghĩ như vậy nhưng vẫn không sao dời được sự chú ý trên bàn tay của Cố Thừa Diệu, rắn chắc, mạnh mẽ, ấm áp, đem bàn tay cô nắm nhẹ, nhiệt độ ấy truyền từ ngón tay đến tận sâu trong tim cô cảm nhận rất rõ, lòng bàn tay mình toát ra lớp mồ hôi mỏng, trời quá nóng. Cô tự nói với mình điều ấy, ánh nhìn nơi khóe mắt vô thức mà đặt trên người Cố Thừa Diệu, anh hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt của cô,
yên lặng dắt tay cô rời khỏi phòng của Ung Tú Nga. Tứ hợp viện sau của nhà họ Cố rất lớn, dọc hai bên hành lang đều là kiến trúc kiểu Trung mang đầy hương sắc cổ điển. Sau tứ hợp viện, tức là dạng kiến trúc nhà kiểu cổ của Trung Quốc thời xưa, từ cửa bước vào sẽ thấy hai bên phải, trái trước mặt đều là những gian nhà nhỏ, được chia làm bốn gian, gian chính là gian nhà ngay trước mặt, hai gian hai bên là gian phía tây và gian phía đông, đằng sau gian nhà chính là một gian nữa gọi là gian sau, tổ hợp theo hình chữ U. Bạn nào muốn tìm hiểu rõ hơn thì lên Google nhé. Vừa ra khỏi phòng của Ung Tú Nga, đi thêm một đoạn nữa, khi Diêu Hữu Thiên thấy tay mình sắp bị đốt cháy thì Cố Thừa Diệu cũng buông tay cô ra, cảm giác tay đột nhiên bị thả ra, mất đi nhiệt độ qua lớp da thì trong lòng Diêu Hữu Thiên đột nhiên có vài phần mất mát, lắc đầu để không nghĩ đến sự tiếp xúc ngắn ngủi ấy, tất cả đều là ảo giác của cô, đang diễn kịch mà thôi. Nói đến diễn kịch, cô không nhịn được lại nhìn Cố Thừa Diệu một cái, tên này không làm diễn viễn thật đáng tiếc, diễn xuất không phải loại thường đâu, nhìn anh ta lừa bà nội xoay mồng mồng như thế, nếu không phải cô biết rõ bản tính của anh ta, nói không chừng cô cũng tưởng rằng anh nói đều là thật. Cố Thừa Diệu không phải là không cảm nhận được ánh mắt của Diêu Hữu Thiên, với anh mà nói nếu diễn kịch thì diễn trước mặt bà nội là được, những lúc khác thì thôi, cũng không có tâm trạng đưa Diêu Hữu Thiên đi tham quan khung cảnh xung quanh nhà. Dù sao cũng nghỉ ở đây, cô muốn xem thì tự mình đi xem là được rồi. Vừa đi hết hai hành lang hình vòm cung, Diêu Hữu Thiên đã ngửi thấy trong không khí phảng phất mùi hoa quế nhàn nhạt, càng hướng về sau, mùi thơm càng nồng. Mặc dù Diêu Hữu Thiên đã kết hôn với Cố Thừa Diệu, nhưng vẫn luôn sống trong căn hộ, còn chưa quen thuộc nơi này. Đi qua cánh cửa cuối cùng, khu vườn nhỏ phía trong có ba gian phòng, đây chính là nơi ở của Cố Thừa Diệu, mà trong khu vườn nhỏ này có trồng hai cây hoa quế. Diêu Hữu Thiên ngắm nhìn gian nhà bố trí rất tao nhã, trong mắt có vài phần cảm thán, thơm quá, hoa quế ở đây không tính là nhiều, vườn phía tây còn nhiều hơn, vườn phía tây ngoài hoa quế còn có một số thực vật quý hiếm. Diêu Hữu Thiên gật đầu nhưng không nói gì thêm, nhà họ Cố lớn như vậy, chỉ riêng công việc dọn dẹp cũng đã tốn biết bao nhiêu sức lực rồi, vậy mà cũng sắp xếp rất tốt, thật hiếm thấy, bày biện ngăn nắp không có tí hỗn loạn nào. Vào buổi chiều, hơi nóng trên mặt đất vẫn rất nặng. Cố Thừa Diệu không có ý định đưa Diêu Hữu Thiên đi tham quan, Diêu Hữu Thiên cũng không định để anh đi cùng, hai người cùng chung ý nghĩ là về phòng của mình, đưa Diêu Hữu Thiên vào nhà, người giúp việc đã mang hành lý của hai người vào từ sớm rồi đặt ngay giữa phòng. Cố Thừa Diệu nhìn Diêu Hữu Thiên, nếu cô mệt thì có thể đi nghỉ trước, còn lâu mới đến bữa tối. Diêu Hữu Thiên thật ra không mệt, chỉ thấy nóng bức suốt chặng đường, cảm giác dính nhấp trên người rất khó chịu, muốn đi tắm, tôi muốn đi tắm. Cố Thừa Diệu nâng tay chỉ vào hai bên, bên trái là toilet, bên phải là phòng sách, cạnh phòng sách có một phòng nhỏ, hôm nay tôi sẽ ngủ ở đó, cô ngủ ở đây đi. Nói xong anh đi thẳng vào phòng sách. Diêu Hữu Thiên đánh giá căn phòng mình đang đứng, khác với phong cách cổ điển kiểu Trung Quốc ngoài kia, đồ nội thất trong phòng sắp xếp, lắp đặt toàn bộ đều là hiện đại hóa, vô cùng đơn giản rộng rãi, nhìn có vẻ như sau này mới tu sửa. Mặc dù Cố Thừa Diệu không thường sống ở đây nhưng Diêu Hữu Thiên vẫn có thể nhận ra mùi hương nồng đậm của Cố Thừa Diệu. Hôm nay anh cũng không tồi, biết nhường gian phòng ngủ này cho cô, bản thân đi ngủ gian phòng nhỏ. Hít một hơi, Diêu Hữu Thiên lấy quần áo trong vali ra đi vào phòng tắm. Tắm xong, nhiệt độ trong phòng cũng hạ xuống, Diêu Hữu Thiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Có điều cô tìm khắp nơi trong phòng mà không thấy máy sấy tóc, nhướng nhướng mày. Cô chỉ có thể đến phòng sách tìm Cố Thừa Diệu định hỏi xem máy sấy tóc ở đâu. Cố Thừa Diệu lại không ở trong phòng sách. Chiếc bàn bên tay trái có để vài chứng từ, còn có một chiếc laptop. Bên phải là một bức tường đầy áp sách. Bên cạnh giá để sách có hai chiếc kệ. Bên trên có rất nhiều bình hoa cổ. Cô không hiểu về đồ cổ nhưng những chiếc bình hoa này nhìn sơ cũng biết không phải là đồ giả. Cố Thừa Diệu, anh ta đi đâu rồi nhỉ? Lát nữa là đến giờ ăn cơm rồi. Lẽ nào anh ta lại đi ra ngoài rồi, bỏ cô ở lại đây một mình hả? Diêu Hữu Thiên biết rõ nơi này không có máy sấy tóc, nhưng chân lại không nghe lời mà bước đến gần chiếc bàn đọc sách. Laptop vẫn bật nhưng đang ở trạng thái tắt màn hình, ngón tay vô tình chạm vào con chuột, cả màn hình hiện đầy những đường xanh đỏ. Cố Thừa Diệu chơi cổ phiếu, Diêu Hữu Thiên không hiểu rõ về cổ phiếu, ánh mắt lướt trên những giấy tờ trên mặt bàn, là giấy tờ của GC, còn có hai bản hợp đồng. Cô nhớ là cô có nghe Cố Tĩnh Đình từng nhắc đến, Cố Thừa Diệu cùng bạn bè mở một văn phòng tên là GC, một giọt nước rời từ trên tóc xuống mu bàn tay,
cô mới nhớ ra mục đích đến đây của mình, kéo ngăn kéo của bàn đọc sách, biết rõ là không thể có máy sấy tóc ở đây nhưng vẫn muốn thử xem có khi Cố Thừa Diệu vứt bừa, ngăn kéo đầu tiên không có, ngăn kéo thứ hai không có, khi Diêu Hữu Thiên kéo chiếc ngăn kéo thứ ba vẫn không tìm thấy máy sấy tóc định đóng lại thì ánh sáng kim loại ở một góc nhỏ khiến cơ thể cô đông cứng tại chỗ không thể cử động nổi, mặt trời bắt đầu hạ về phía tây. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào cũng đã bớt chói mắt mà dịu đi nhiều, nhưng Diêu Hữu Thiên bị ánh sáng kim loại kia chiếu vào mắt chói đến mở không ra, ngón tay đưa về phía trước, cô nhặt chiếc hoa tai ấy lên, đúng vậy, chỉ là một chiếc hoa tai hình bướm, kim cương đính trên bề mặt không lớn nhưng lại hiện lên vẻ tinh xảo, rất đáng yêu, cô dường như có thể tưởng tượng ra hình ảnh chiếc hoa tai này nằm trên tai sẽ như thế nào, có Thừa Diệu, anh, TM đập nhanh có chút gấp gáp. Còn có chút phức tạp mà chính cô cũng không hiểu, cô còn chưa ổn định được tâm trạng thì có giọng nói cất lên đột ngột, cô đang làm gì ở đây, lời tác giả, một đoạn đối thoại nhỏ, Thiên Thiên, 2, gần đây chả có gì vui cả, Cố Tam Thiếu Gia, 2, gần đây chả có gì vui cả, Thiên Thiên, sao anh lại nhại giọng em thế, Cố Tam Thiếu Gia, anh nhại em, không có thịt để ăn thì vui cái nỗi gì, Thiên Thiên, cốt xéo, anh là tên háo sắc. Cố Tam Thiếu Gia, hứ, em không vui cũng chả phải là do thiếu thịt sao, Thiên Thiên, anh chết đi, em không vui là vì gần đây đám người này bắt đầu ương bướng rồi, anh cho rằng ai cũng giống anh sao, Cố Tam Thiếu Gia cạn lời. Chương 132, tên khốn từ đầu đến chân, cô ở đây làm gì, Diêu Hữu Thiên đứng bật dậy. Chiếc hoa tai trong lòng bàn tay không kịp đặt về vị trí cũ, bị cô nắm chặt, ngẩng đầu, Cố Thừa Diệu đã về phòng đang đứng nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt tràn đầy thắc mắc, Cố Thừa Diệu chưa từng thấy Diêu Hữu Thiên trong bộ dạng này, cô vừa tắm xong, mặc một chiếc váy liền màu trắng sữa, mái tóc đen dài còn ướt, thỉnh thoảng lại có giọt nước rơi xuống, cô đứng yên, vẻ mặt hiện rõ sự bất an, ánh mắt nhìn anh cũng có chút kỳ lạ, nhìn thẳng vào mắt cô. Cố Thừa Diệu phát hiện tâm trạng của mình cũng rất kỳ lạ, anh rõ ràng thấy được sự chột dạ, sự lo sợ trong ánh mắt cô, cộng thêm sự mất tự nhiên, cô đã làm gì rồi à, Diêu Hữu Thiên nắm chặt chiếc hoa tai ấy, nuốt nước bọt, tôi tìm máy sấy tóc, tim đập nhanh, bản thân cô cũng không hiểu tại sao ngay giây phút đầu tiên không đưa chiếc hoa tai ra hỏi anh, hoặc là cất nó về vị trí cũ, đây là phòng sách, Cố Thừa Diệu dùng thái độ nhìn người ngu ngốc mà liếc về phía cô. Không hề bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên mặt cô, máy sấy tóc nằm ở hộp tủ cuối cùng trong phòng tắm, vậy à, Diêu Hữu Thiên gật đầu, ngượng ngùng cười, tôi đi sấy tóc cho cô, nắm đấm ửng hồng siết chặt, đầu nhọn của chiếc hoa tai đâm vào lòng bàn tay làm cô đau nhói, sắc mặt thay đổi, Cố Thừa Diệu nhìn sắc mặt cô, khi cô lướt qua mình đột nhiên gọi cô lại, sắc mặt cô không được tốt, không khỏe à, không có, nắm đấm lại siết chặt thêm. Cô gần như nghi ngờ rằng lòng bàn tay bị chiếc hoa tai đâm thủng rồi, chắc là bị say nắng tí thôi, Cố Thừa Diệu không nói gì nữa, chỉ nhìn cô nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó anh ngồi vào sau bàn đọc sách, ký giấy tờ rồi sắp xếp cẩn thận, cuối cùng tắt hết những biểu đồ trên màn hình máy laptop là tấm hình chụp chung của anh và Bạch Yên Nhiên, Cố Thừa Diệu ngả lưng trên chiếc ghế, nhìn chăm chú vào nụ cười của Bạch Yên Nhiên trên màn hình. Vừa rồi Diêu Hữu Thiên nhìn thấy hình nền của anh rồi sao, Diêu Hữu Thiên giống như một tên trộm, nắm chặt chiếc hoa tai ấy, dùng tốc độ nhanh nhất quay về phòng tắm, sau đó tìm máy sấy tóc, lòng bàn tay bị đầu nhọn của chiếc hoa tai đâm một lỗ đỏ chót, nhìn chiếc hoa tai ấy, trong lòng cô nổi lên vô vàn sự phức tạp, Cố Thừa Diệu, cái tên này quanh quẩn trong lòng cô nhưng cuối cùng cũng không bật thành tiếng, sấy khô tóc Diêu Hữu Thiên lại cầm chiếc hoa tai hình bướm ấy ngây người. Cố Thừa Diệu phát hiện chiếc hoa tai này biến mất chưa, hay là cô trả nó về vị trí cũ, tâm trạng cứ quay vòng vòng cho đến kho Cố Thừa Diệu gọi cô, bà nội kêu người đến gọi chúng ta ăn cơm rồi, được, đến ngay, biết rõ Cố Thừa Diệu sẽ không vào đây, nhưng Diêu Hữu Thiên dùng tốc độ nhanh nhất giấu kỹ chiếc hoa tai đi rồi mới ra khỏi toilet, ra khỏi phòng, mặt trời đã lặn, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời, bao trùm lên các nhánh cây trong vườn, cũng khoác màu áo đỏ. Mũi gửi thấy mùi thơm của hoa quế phảng phất, Diêu Hữu Thiên bước nhanh hơn, nhìn thấy Cố Thừa Diệu đứng trước mặt mình, nhìn chằm chằm vào lưng anh, tâm trạng của cô vô cùng phức tạp, tâm trạng đi một vòng, cuối cùng cô bước nhanh chân đuổi kịp nhịp của anh, Cố Thừa Diệu,
hồi nhỏ anh ở đây à? Cô chủ động bắt chuyện khiến Cố Thừa Diệu bất ngờ, lại có chút nghi hoặc, nhìn lướt qua cô chỉ thấy trong ánh mắt bình tĩnh của cô điểm thêm vài phần thoải mái, giống như cô chỉ là tùy ý hỏi một câu mà thôi. Ừ, Cố Thừa Diệu gật đầu, lúc nhỏ tình cảm của ba mẹ rất tốt, ba tôi không muốn nhìn thấy tôi, lời này không phải là anh nói, là Ung Tú Nga thuận miệng nói ra, nghe nói lúc anh còn nhỏ thường nhõng nhẽo với Kiều Tâm Uyển. Cố Học Vũ thấy anh cướp vợ của mình thì không được vui liền vứt anh về tứ hợp viện cho Ung Tú Nga chăm, khóe miệng Diêu Hữu Thiên giật giật, cái gì gọi là tình cảm giữa ba mẹ tốt, ba anh không thích nhìn thấy anh, đừng nhìn tôi như thế. Cố Thừa Diệu thẳng nhiên nhướng mày, cái này cũng chả có gì không tốt, khi anh bắt đầu có ý thức, thường hơn nửa năm mới thấy ba mẹ mình một lần, lúc nhỏ cũng oán trách đặc biệt là những lần trường mẫu giáo có hoạt động gia đình, nhưng ba mẹ đều không đến dự mà chỉ có bà nội đến. Lúc đó trong lòng rất ghét Cố Học Vũ cho rằng ông vô trách nhiệm, có điều sau này nghĩ lại cũng bình thản hơn, so với những đứa trẻ mà cha mẹ quanh năm làm việc ở bên ngoài, cả năm mới gặp một lần thì anh cũng coi như hạnh phúc hơn nhiều rồi, quả thật cũng chả đáng gì. Diêu Hữu Thiên cúi đầu mới nhớ ra Cố Tĩnh Đình từng nói qua, tình cảm giữa người em trai này và ba mẹ không được thân thiết lắm, bây giờ thì có thể thấy là không những không thân mà có thể nói là lạnh nhạt rồi nhỉ, tôi nghe anh cả của anh nói. Anh từng đi bộ đội, tại sao anh lại, nghe lời ba, anh ấy có gì cũng nói với cô nhỉ. Cố Thừa Diệu lườm Diêu Hữu Thiên một cái, bước chân chậm lại, lúc đó còn nhỏ, có làm vài chuyện với bạn bè, ba tôi không vui. Cố Học Vũ muốn cắt nguồn trợ cấp kinh tế của anh, nhưng lúc ấy nguồn trợ cấp kinh tế của Cố Thừa Diệu đã không còn dựa vào nhà nữa rồi, muốn trường ra hình phạt với Cố Thừa Diệu nhưng như thế thì mất sĩ diện của mình, cuối cùng vô phương. Chỉ còn cách vứt anh với vài người nữa vào trong quân đội, anh ngược lại không hề phản đối, mà lúc đó Cố Học Vũ ra điều kiện với anh, nếu anh chịu vào trong quân đội, vậy thì trước khi anh tròn 30 tuổi đều có thể làm điều anh thích, lựa chọn cuộc sống chính mình mong muốn, Cố Học Vũ tuyệt đối không can thiệp, đương nhiên, việc mình thích không bao gồm những việc sai trái, vì muốn có được tự do đến trước 30 tuổi, Cố Thừa Diệu đồng ý, cộng thêm anh vốn thích chơi đùa, thích sự kích thích. Việc gì cũng nên trải nghiệm một ít, đi bộ đội cũng coi như một trải nghiệm thôi. Diêu Hữu Thiên im lặng, đứng ở nơi cách Cố Thừa Diệu nửa bước nhìn bóng lưng anh muốn trước khi tròn 30 tuổi được làm điều mình thích, lựa chọn cuộc sống theo ý mình, nhưng lại đi chệch đường ray sống cùng mình, vì vậy anh mới chịu cả bụng ức ức, vì vậy anh mới ghét mình đến vậy. Nhớ đến chiếc hoa tai kia, nghĩ đến việc anh vẫn không từ bỏ việc đi tìm người phụ nữ tên Yên Nhiên kia. Rốt cuộc là anh thật sự yêu người phụ nữ ấy hay chỉ là không cam tâm trong cuộc sống của chính mình xuất hiện biến số ngoài dự tính, vì vậy cố chấp tìm kết quả. Rốt cuộc là mối tình đầu đẹp nhất trong đời hay là một sự kích thích mới mẻ nhất thời, hoặc chỉ là vì ba mẹ phản đối vì vậy mới kiên trì ý chí của mình, anh thật sự biết hay không? Cố Thừa Diệu, Diêu Hữu Thiên đột nhiên dừng bước, nhìn khắp vườn tràn đầy sắc thu, giọng nói cất lên nhẫn nhịn khó hiểu, nếu anh tìm được Bạch Yên Nhiên, anh định làm thế nào? Bước chân của Cố Thừa Diệu đột nhiên khựng lại, anh xoay người, đối diện với Diêu Hữu Thiên, ánh chiều tà nhuộm đỏ gương mặt anh, trong ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt của Diêu Hữu Thiên dưới tia sáng nhẹ nhàng ấy, gió đêm mang theo hơi nóng như hổ mùa thu kìa, Diêu Hữu Thiên không chùn bước, chỉ dung cảm đối mặt với anh, xung quanh yên tĩnh, im ắng đến mức Diêu Hữu Thiên nghe thấy rõ tim mình đập. Cố Thừa Diệu im lặng, híp nhẹ mi che bớt cặp mắt đen sâu hút, ẩn hiện sự phẫn nộ. Không biết, Diêu Hữu Thiên nghiêng đầu, ánh mắt toát lên tia chế giễu, mấy tháng vừa rồi, chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm cô ấy phải không, tìm được cô ấy anh định làm như thế nào? Cố Thừa Diệu còn vừa rồi còn nghi ngờ Diêu Hữu Thiên nhìn thấy hình nền cài đặt trên laptop của mình, bây giờ thì càng khẳng định, không liên quan đến cô, tôi tìm cô ấy, tôi muốn làm gì liên quan đến cô à, bản thân anh còn chưa nghĩ ra, lời của Cố Thừa Kỳ lần trước tuy khó nghe, anh lại thấy rất có lý. Nhà họ Cố tuyệt đối không cho phép anh ly hôn, anh muốn tiếp tục sống cùng Bạch Yên Nhiên chỉ có thể khiến Bạch Yên Nhiên chịu thiệt, mà Bạch Yên Nhiên sẽ chấp nhận chịu thiệt vì mình sao, đừng nói đến Bạch Yên Nhiên, ngay cả anh cũng để cô chịu thiệt sao, đúng vậy, liên quan gì đến cô, trong lòng Diêu Hữu Thiên cười khổ, cô thật sự không nên hỏi câu này, Cố Thừa Diệu yêu ai, sống cùng với ai đều không liên quan đến cô, nhưng sự không cam tâm mới ngốc dậy trong lòng là vì cái gì? Sự động lòng mà cô cố gắng đè nén nhưng vẫn không đè nén được ấy khiến cô không thể cứ thế mà buông xuôi. Cảm giác động lòng khi Cố Thừa Diệu cõng cô lúc bị thương,
lúc nắm tay cô khiến cô muốn có một lời giải đáp. Thật ra đáp án ấy cô sớm đã biết rồi, tại sao phải hỏi lại chứ? Sự khó chịu đè nén trong lòng, Diêu Hữu Thiên cũng không hỏi nữa, bước nhanh vượt qua Cố Thừa Diệu, cánh tay đột nhiên bị Cố Thừa Diệu nắm chặt, anh chặn ngay trước mặt cô, không bỏ lỡ sự đau khổ vừa hiện lên trong mắt cô, ngực truyền đến tia nhói đau, anh phát hiện bản thân rất ghét thứ cảm giác này. Cô lẽ nào? Diêu Hữu Thiên nhìn chằm chằm vào Cố Thừa Diệu, anh chặn cô lại, là muốn làm gì? Diêu Hữu Thiên, bản thân Cố Thừa Diệu còn không biết rốt cuộc là anh muốn làm gì, sự việc diễn biến đến mức này, có những cái đã vượt khỏi dự đoán của anh, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự kiên định lúc đầu của anh. Nếu, tôi nói là nếu tôi tìm được Yên Nhiên, cô chịu ly hôn với tôi không? Diêu Hữu Thiên nhìn thấy sự hy vọng ẩn hiện trong mắt anh, người còn chưa tìm được, anh đã bắt đầu vẽ đường đi cho bọn họ rồi sao? Anh cũng nóng vội quá nhỉ, trong lòng ngày càng khó chịu, biết cô nên đồng ý ly hôn, nhưng vài chữ đơn giản ấy, ngay lúc này lại không thốt lên nổi, để cô đề xuất ly hôn, lý do thì tùy cô, thế nào? Cố Thừa Diệu đảm bảo với cô cũng muốn cô yên tâm, sau khi ly hôn, tôi sẽ giới thiệu cho cô người đàn ông khác tốt hơn, không để cô ấy đâu mà sợ, siết chặt nắm đấm một cái, Diêu Hữu Thiên cảm nhận được sự đau đớn khi bị chiếc hoa tai đâm vào lòng bàn tay, anh sợ mình dính lấy anh đến mức nào mà lại dám mở miệng nói giới thiệu người đàn ông khác cho cô, tim đập rất mạnh, Diêu Hữu Thiên chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ như bây giờ, cố gắng dứt tay ra khỏi bàn tay anh. Giọng cô cất lên kèm theo sự tức giận ngút trời, Cố Thừa Diệu, anh đúng là một tên khốn từ đầu đến chân. Chương 133, nợ tôi một lần, không khí trên bàn ăn hơi quá dị, Uông Tú Nga, Cố Chí Cương ngồi đầu, Cố Học Vũ và Kiều Tâm Uyển ngồi dãy bên phải của Cố Chí Cương, Diêu Hữu Thiên ngồi dãy bên cạnh Uông Tú Nga, Cố Thừa Diệu ngồi kế bên cô, hai người đều im lặng. Cuộc chiến vừa rồi ở hành lang, mặc dù người lớn không nhìn thấy, nhưng đủ để Diêu Hữu Thiên không thể bình tĩnh đối diện với Cố Thừa Diệu. Trong lòng bực bội, trên mặt đương nhiên sẽ không tốt rồi. Cố Thừa Diệu thì bình thường, đối với anh mà nói việc cưới Diêu Hữu Thiên đã tội cho anh lắm rồi. Người phụ nữ này lại còn luôn khiêu khích anh. Anh thấy lời đề nghị của anh rất hay, không hiểu sao người phụ nữ này lại không đồng ý. Những người anh biết đều rất giỏi, chọn bừa một người cũng xứng với cô chứ hả? Cô đang nghĩ cái gì thế, hay là cô ta xấu xa đến vậy, nhất định giữ chặt danh nghĩa bà Cố không buông tay, nếu là thế, vậy thì cô quá xấu xa, mặc dù Uông Tú Nga đã già nhưng không lú lẫn, vừa rồi thấy hai người vẫn còn bình thường, sao mới chỉ về phòng nghỉ ngơi một lúc đã đổi mặt rồi, gắp một miếng cá vào trong bát của Diêu Hữu Thiên, Thiên Thiên, ăn cá đi con, bà thấy sắc mặt con không được tốt, có phải là mệt không, nếu mệt thì không cần ăn cơm với bà già này cũng không sao đâu. Con không sao, Diêu Hữu Thiên lắc đầu, chắc là tại trời nóng quá, không muốn ăn cơm, không muốn ăn cơm, Kiều Tâm Uyển nhìn Diêu Hữu Thiên, ánh mắt lại hướng về Uông Tú Nga, cả hai đều thấy ý nghĩ tương đồng trong mắt đối phương, Uông Tú Nga cười, buổi chiều mới nhắc Cố Thừa Diệu cố gắng phấn đấu, lẽ nào sớm đã có kết quả rồi sao, Thiên Thiên, không muốn ăn cơm, lát nữa để Thừa Diệu đưa con đi khám xem thế nào, mặc dù hai người luôn ở thành phố Y. Nhưng Cố Thừa Diệu hiện giờ đang trong độ tuổi thanh niên sung sức, bà không tin Cố Thừa Diệu thật sự không chạm vào Diêu Hữu Thiên, nhìn dáng vẻ này, chắc chắn có thai rồi, không cần đâu, con nghỉ ngơi một lúc là được rồi, chỉ cần Cố Thừa Diệu không chọc cô đảm bảo cô sẽ sống rất tốt, Uông Tú Nga không kiềm chế được mà lên tiếng, Thiên Thiên, có phải con có thai rồi không, Diêu Hữu Thiên trợn tròn mắt, hiện rõ vẻ kinh ngạc, không có, bà nội, con không có thai đâu. Nhìn vào khuôn mặt nghiêm khắc của Cố Chí Cương, còn cả Cố Học Vũ mặt không biểu cảm, ở trước toàn thể người lớn nói những lời này, thật xấu hổ, không có à, ngữ điệu của Uông Tú Nga không che được sự thất vọng, nhưng cũng phản ứng lại kịp, không có thì cố thêm chút nữa, bà còn đang đợi bế chắc đây. Trước buổi chiều, Diêu Hữu Thiên không hề phản đối, nhưng sau khi nghe lời đề nghị hoang đường của Cố Thừa Diệu, cô đột nhiên không muốn để Cố Thừa Diệu sống sung sướng, bà nội, con nghĩ là bà muốn bế chắc, tạm thời hơi khó, câu này vừa cất lên, lập tức cảm nhận được ánh mắt của Cố Thừa Diệu bên cạnh mình quét qua, trong lòng cô cười khẩy, cúi đầu hơi khép mắt, trên mặt lộ ra vẻ ướt ướt, hồi chiều thật ra là Thừa Diệu lừa bà thôi, anh ấy chưa định có con sớm như vậy, Uông Tú Nga dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn họ,
không chỉ bà mà những người lớn ngồi trên bàn thái độ đều rất kỳ lạ. Thiên Thiền, Kiều Tâm Uyển trong lòng hiểu rõ, ước nguyện lớn nhất của mẹ chồng là gì, lúc này không hề ngờ được nghe thấy Diêu Hữu Thiên nói câu này, việc đầu tiên là muốn ngăn cản Diêu Hữu Thiên nói tiếp, mẹ, con xin lỗi, phụ lòng mong đợi của mẹ. Thiên Thiền cắn môi, dàn vẻ ấy tràn đầy chán nản, Thừa Diệu, anh ấy tạm thời chưa muốn có con, cô không hề nói dối dầu, Cố Thừa Diệu muốn ly hôn với cô, không muốn sống cùng cô, thì chính là không muốn cùng cô có con, tất cả đều giống nhau thôi, muốn bắt nạt cô hả, hứ, cũng phải nhìn lại xem cô có dễ bắt nạt hay không chứ. Mặt Cố Thừa Diệu tái mét, đối mặt với những ánh mắt chỉ trích của người lớn, giọng nói của anh kìm nén sự tức giận, Diêu Hữu Thiên, em đang nói lung tung gì thế, Diêu Hữu Thiên làm như không nhìn thấy, ngước về gương mặt kinh ngạc và mong đợi của Uông Tú Nga, cúi đầu nói, thật ra chuyện này do lỗi của con thấy con còn trẻ, muốn chơi thêm vài năm nữa, Thừa Diệu chỉ là cũng chiều theo ý con. Nói xong, cô xoay mặt nhìn Cố Thừa Diệu, nắm lấy tay anh, Thừa Diệu, cảm ơn anh đã bao che cho em, ở một bên mà mấy người lớn không thấy được, cô nhẹ nhàng nhả từng chữ, nhớ đấy, anh nợ tôi một lần, ý của cô, chỉ Cố Thừa Diệu nhìn thấy. Cố Thừa Diệu lấy hơi, nhếch mép lộ ra nụ cười, cánh tay đặt trên eo Diêu Hữu Thiên kéo cô đến sát anh, ánh mắt nhìn vào Uông Tú Nga, bà nội, hồi chiều con cũng nói rồi, nhất định sẽ cho bà bế chắc, nhưng Thiên Thiên còn ham chơi, để cô ấy chơi thêm 2 năm nữa đi, người phụ nữ này, thật sự có năng lực giết chết người mà không cần đền mạng, nếu không phải có người lớn ở đây, anh không dám đảm bảo vừa rồi mình có kích động xông lên bóp chết cô hay không, tay anh siết chặt. Diêu Hữu Thiên dường như không thở nổi, nhưng mặt vẫn cũ gô tươi như hoa, Thừa Diệu, cảm ơn anh thật tốt, chữ tốt ấy nói rất khẽ, cô đối diện với Cố Thừa Diệu, chị anh mới nhìn thấy nét châm chọc trong mắt cô, nói về diễn xuất hả, ai chả biết, Cố Thừa Diệu cười rạng rỡ, ánh mắt toát lên tia cảnh cáo, em là vợ của anh mà, ý ngầm là cô tốt nhất ngoan ngoãn một chút, nếu không anh sẽ không khách khí với cô nữa. Mặc dù Uông Tú Nga hơi thất vọng không thể sớm bế chắc, nhưng Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên tình cảm tốt như vậy, cũng làm bà nhẹ nhõm hơn, vợ chồng son tình cảm tốt, con cái còn không phải chỉ một sớm một chiều thôi sao, càng nhìn Diêu Hữu Thiên càng yêu thích, Thừa Diệu, ngày kia mới là Trung Thu, mai con đưa Thiên Thiên đi chơi một vòng, vui vẻ một ngày đi, con biết rồi, bà nội, Cố Thừa Diệu lúc nói thả tay Diêu Hữu Thiên ra, thôi ăn cơm đi. Kiều Tâm Uyển đưa mắt nhìn Cố Học Vũ, màn vừa rồi quá kịch tính, con trai do mình sinh ra, mặc dù ít chăm sóc nhưng cũng rất hiểu nó, Cố Thừa Diệu không phải người dịu dàng thân thiết như vậy, vì Diêu Hữu Thiên không muốn sinh con mà để cô chơi thêm 2 năm nữa, trong chuyện này có gì mà họ không được biết sao. Đêm đến, Kiều Tâm Uyển tắm xong, ngồi trước bàn trang điểm lau tóc, một bàn tay lớn thức thời cầm lấy chiếc khăn của bà, nhẹ nhàng lau khô nước trên tóc bà. Sau đó lấy máy sấy cẩn thận sấy mái tóc ướt nhẹp của bà, khóe miệng của Kiều Tâm Uyển cong lên, thả lỏng vùi đầu vào ngực Cố Học Vũ, nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng của ông. Học Vũ, Kiều Tâm Uyển ngồi bật thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn chồng mình, anh nói xem Thừa Diệu đang giở trò gì. Cố Học Vũ đặt chiếc máy sấy trong tay xuống, ôm lấy Kiều Tâm Uyển đặt lên đùi mình, em thấy sao, em nghe nói đến giờ nó vẫn còn tìm cái người họ Bạch kia. Em thấy nó vẫn còn muốn sống cùng người họ Bạch chỉ lấy Thiên Thiên để che mắt thôi. Cố Học Vũ gật đầu, còn gì nữa, còn nữa. Kiều Tâm Uyển nhướng mày, còn gì được nữa. Thừa Diệu không phải là lấy Diêu Hữu Thiên che mắt mọi người mà là cơ bản không muốn sống chung với Diêu Hữu Thiên. Vậy nó, nếu anh đoán không sai, nó muốn sau khi tìm thấy Bạch Yên Nhiên thì sẽ ly hôn với Thiên Thiên. Nó dám. Kiều Tâm Uyển đứng bật dậy, nếu nó thật sự làm như vậy, em sẽ không nhận đứa con trai này nữa. Cố Học Vũ bất ngờ im lặng, người của họ đến giờ vẫn còn giam giữ Bạch Yên Nhiên không để cô bỏ đi. Cố Thừa Diệu không tìm thấy Bạch Yên Nhiên lại càng cố chấp muốn tìm ra cô. Không được, bà không thể để sự việc biến thành như thế này. Trong lòng Kiều Tâm Uyển nghĩ cách làm thế nào để mối quan hệ của con trai mình và Diêu Hữu Thiên tốt hơn. Bà không muốn đánh mất đứa con dâu tốt này đâu. Bà chìm đắm trong suy nghĩ, không chú ý đến bàn tay của Cố Học Vũ vén áo ngủ của bà, thăm dò trên da bà. Đến lúc bà phát hiện ra thì trên người đã không còn vật cản gì nữa, mặt ửng đỏ, Học Vũ, anh, vào lúc này thì nên tập trung một chút, chuyện của con trai, để nó tự xử lý đi, con cháu tự có phúc của con cháu, người lớn như họ, can thiệp nhiều quá cũng không phải chuyện tốt,
Kiểu Tâm Uyển lườm ông một cái, thật lạnh nhạt, cũng không nghĩ thử xem con trai là của mình, nếu không phải lúc con trai còn nhỏ ông nơi lỏng giáo dục, con trai sẽ biến thành như thế này à. Nương những lời tiếp theo, bà lại không kịp nói ra, khúc này tác giả tự cắt bớt ngàn chữ, các bạn tự hiểu đi nhé. Đối lập với sự nồng nhiệt trong phòng của ba mẹ, thì phòng của Cố Thừa Diệu lúc này có thể gọi là giăng đầy mây đen. Diêu Hữu Thiên vừa về phòng liền bị Cố Thừa Diệu dùng sức ép chặt trên tấm ván cửa, trong ANHS mắt sâu hút của anh vô cùng lạnh lẽo. Diêu Hữu Thiên, đừng để có lần sau, nói lung tung trước mặt bà nội để bà nội sợ đến mức suýt lên cơn đau tim, nếu lần sau cô còn dám như vậy, anh không ngại bóp chết cô. Diêu Hữu Thiên nhếch môi, có vậy mà đã nổi giận rồi à. Cố Thừa Diệu, anh cũng đừng có lần sau. Cái gì? Cố Thừa Diệu khựng lại. Diêu Hữu Thiên nghiêng mặt, nhìn anh giống như nhìn kẻ ngốc, giới thiệu đàn ông cho tôi, can thiệp vào chuyện tôi ở cùng ai. Cố Thừa Diệu, nếu lần sau anh còn làm như vậy, tôi không ngại nói cho bà nội biết, nói là anh định tìm được người phụ nữ kia rồi ly hôn với tôi. Cô dám? Tôi chả có gì là không dám. Diêu Hữu Thiên thấy rất mệt, nếu có thể thật ra cô muốn ly hôn với Cố Thừa Diệu ngay lập tức. Ngẩng đầu, Diêu Hữu Thiên không thèm để ý đến Cố Thừa Diệu, tránh ra, tôi muốn đi ngủ. Cố Thừa Diệu nhìn cô một lúc, không muốn giải thích, nếu cô có thể yêu một người đàn ông khác thì sự tổn thương mang lại cho cô sẽ nhẹ hơn. Suy nghĩ này cho dù anh có nói ra đi chăng nữa, cô cũng sẽ không hiểu được. Đảo mắt một vòng, anh thật sự không hy vọng chuyện của bữa cơm tối còn xảy ra lần nữa. Diêu Hữu Thiên, tuổi bà nội đã cao, sức khỏe không được tốt, bà ấy thích cô, nếu cô đồng ý ở bên cạnh bà nhiều hơn, tôi sẽ rất cảm kích. Đây được coi là anh nợ tôi lần thứ hai không? Diêu Hữu Thiên ngẩng đầu, con mắt thanh tú ánh lên tia giảo hoạt, chương 134, anh đỏ mặt rồi, đây được coi là anh nợ tôi lần thứ hai không? Diêu Hữu Thiên ngẩng đầu, con mắt thanh tú ánh lên tia giảo hoạt, ánh mắt cô long lanh khiến Cố Thừa Diệu nhất thời đơ ra, người phụ nữ trước mắt này mặc dù không đến mức quốc sắc thiên hương, so với Cố Tĩnh Đình và Kiểu Tâm Uyển còn thiếu vài phần diễm lệ, nhưng lại có thêm vài nét thông minh. Đặc biệt là lúc cô dùng ánh mắt long lanh đầy nước nhìn mình, nhưng tia sáng trong đó khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Quan trọng là lúc này hai người gần sát đến vậy, hơi thở của cô quanh quẩn trong mũi anh dường như có thể ngửi được mùi hương hoa đào tỏa ra từ trên người cô, hơi thở ấy rất nhẹ nhàng thanh mát, làm anh vô cùng thoải mái. Anh không trả lời, Diêu Hữu Thiên nổi hứng muốn trêu đùa, đưa tay lên vòng qua cổ Cố Thừa Diệu. Cố Thừa Diệu, anh nói đi, như vậy là anh nợ tôi hai lần rồi. Hả? Cô ngẩng đầu, đôi môi trái tim mấp máy, giống như đang mời gọi anh hôn lên, mà cô vừa tiến đến, Cố Thừa Diệu liền cảm nhận được, bộ ngực mềm mại của cô đụng vào anh, quần áo mùa hè vốn đã ít, cơ thể hai người dính vào nhau, cảm giác mềm mại kia ngày càng rõ. Cố Thừa Diệu vô duyên vô cớ cổ họng hơi khô, cô muốn tình như thế thì cũng được. Cố Thừa Diệu nói xong thu tay lại thả cô đi, anh muốn tránh xa Diêu Hữu Thiên ra. Nhưng không ngờ tay của Diêu Hữu Thiên còn vòng trên cổ anh muốn bỏ đi Diêu Hữu Thiên cũng muốn thu tay về, mà ngay lúc anh thu tay về vừa vặn vòng qua cổ cô, Diêu Hữu Thiên không đề phòng mà rướn người về phía trước, môi, vừa vặn dán lên trên môi Cố Thừa Diệu, hai người lập tức bất động, giây phút Diêu Hữu Thiên chạm vào môi Cố Thừa Diệu, khựng lại một lúc, thất dáng vẻ Cố Thừa Diệu ngu ngốc trước mặt, cô đột nhiên muốn bật cười, người đàn ông này cũng có lúc hiện ra dáng vẻ này sao? Vậy nếu cô làm nhiều hơn thế này, ý nghĩ này nổi lên, tay cô thuận theo không rút về nữa, ngược lại đưa thêm cánh tay còn lại vòng lên cổ anh, khép mắt đẩy môi cô dán sát lên môi anh hơn. Cố Thừa Diệu hoàn toàn không ngờ được, Diêu Hữu Thiên sẽ ra chiêu này, thân thể mềm mại trong ngực, bao trùm lấy xung quanh anh bằng hương thơm ngọt ngào, còn có cảm giác mềm mại trên môi anh, thậm chí anh còn cảm nhận được, lưỡi cô lướt nhẹ trên môi anh, phần bụng dưới vì hành động này của cô mà căng chặt. Trước khi anh lấy lại ý thức cơ thể anh đã có phản ứng, hai tay vốn đặt trên cổ cô trượt xuống, dùng sức siết chặt, cơ thể hai người sát lại gần hơn. Trước khi Diêu Hữu Thiên giật mình thì lưỡi anh đã đột nhập vào khoang miệng cô, lưỡi anh giống như tự có ý thức của chính mình lướt qua răng cô, mạnh mẽ khuấy động từng ngóc ngách trong miệng cô. Diêu Hữu Thiên lúc đầu chỉ là muốn đùa giỡn Cố Thừa Diệu mê chút, không ngờ Cố Thừa Diệu lại có hành động như thế này, cô hoàn toàn ngây ngốc. Người thiếu kinh nghiệm như cô chỉ có thể để mặc cho anh hôn, rất thơm, rất mềm, rất ngọt. Đây là cảm giác khi Cố Thừa Diệu hôn Diêu Hữu Thiên, anh không nỡ buông tay. Lý trí nói cho anh biết đây là sai,
anh không thể hôn người phụ nữ khác ngoài Bạch Yên Nhiên, nhưng cơ thể quá sức mềm mại trong ngực, còn có sự ngọt ngào đẹp đẽ mà anh đang thưởng thức khiến anh không nỡ buông tay. Người phụ nữ này sao lại có bờ môi ngọt ngào thơm tho đến vậy? Sao có thể có hơi thở thanh mát hấp dẫn đến vậy? Anh không uống rượu nhưng lại có chút ngất ngây, tay anh vô thức trượt xuống, đặt trên eo cô rồi thấp xuống nữa. Diêu Hữu Thiên cảm nhận được hành động của anh, bàn tay vốn vòng trên cổ anh đột ngột rút về, dùng sức đẩy anh ra. Trong phòng có mở điều hòa nhưng cả hai đều cảm thấy nóng bức. Diêu Hữu Thiên dường như còn cảm nhận được nhiệt độ còn sót của anh trên môi mình, vô thức liếm môi một cái. Không còn sớm nữa, tôi muốn đi ngủ. Vừa cất lời lên cô mới biết giọng nói của mình đã hơi khàn đi. Cô bị giọng nói của chính mình dọa sợ, trên mặt ngày càng đỏ hơn. Màn vừa rồi rơi vào trong mắt của Cố Thừa Diệu, cảm giác hôn Diêu Hữu Thiên ban nãy lại nổi lên rồi. Bụng dưới chặt thêm nữa, nắm tay anh siết chặt, hầu kết lên xuống, nhắm mắt dùng sức mạnh lớn nhất quay người rời đi. Cửa phòng vừa đóng, cơ thể Diêu Hữu Thiên mềm mặt, xém chút ngã xuống đất. Trong lòng nổi lên một suy nghĩ thất vọng khó hiểu, Cố Thừa Diệu bỏ đi như vậy, cô đối với anh mà nói, không hề có một chút sức hấp dẫn nào sao, anh thậm chí còn không châm chọc cô như lúc trước. Trong lòng xuất hiện sự đau đớn, cảm giác này khiến Diêu Hữu Thiên mất ngủ cả một đêm. Trong căn phòng riêng sang trọng, Lý Khả Nghi liếc mắt nhìn Diêu Hữu Thiên một cái, khó có cơ hội để cô về Bắc Đô, hôm nay mấy chị em tốt bọn cô hẹn nhau cùng ăn bữa cơm trưa. Nhưng Lý Khả Nghi đến đầu tiên lại phát hiện Diêu Hữu Thiên cáo gì đó không đúng. Thiên Thiên, cậu sao rồi? Diêu Hữu Thiên buông ly nước trong tay xuống, ngẩng mặt nhìn Lý Khả Nghi. Khả Nghi, mình chết chắc rồi. Đối mặt với ánh mắt quan tâm của bắn tốt, lời nói tiếp theo của Diêu Hữu Thiên không cách nào thốt ra khỏi miệng. Mình nghĩ, mình thích Cố Thừa Diệu mất rồi. Tên đàn ông miệng lưỡi sắc bén, độc tôn, hành động vô cùng kiêu ngạo kia. Cái tên Cố Thừa Diệu còn có 3 phần xấu xa, 7 phần đẹp trai, phóng túng bất kham, trong lòng còn ôm ấp một người phụ nữ khác. Lý Khả Nghi trợn to mắt, mặt đầy kinh ngạc. Nửa tiếng sau, Doanh Diễm Kiều, Từ Tư Nhiễm, Mặc Dư Tiệp đều đã đến. Sau khi nghe chuyện của Diêu Hữu Thiên, căn phòng chìm trong im lặng. Doanh Diễm Kiều sau một hồi trầm lặng đột nhiên giơ tay mạnh mẽ vỗ vai của Diêu Hữu Thiên. Hứ, tôi còn tưởng là chuyện gì chứ, chỉ là thích một người đàn ông thôi mà. Thích thì cứ đi, biến nó trở thành đồ của cậu. Anh ta vốn là chồng của Thiên Thiên mà. Mặc Dư Tiệp lạnh nhạt cất lời, lườm Doanh Diễm Kiều một cái, không cần cưa, cũng đúng. Doanh Diễm Kiều cười rộ lên, trên gương mặt xinh đẹp hơi xấu hổ, đúng vậy, anh ta là chồng của cậu, cậu thích anh ta là điều bình thường không phải à, việc gì phải đau khổ thế này, quan trọng là anh ấy thích người khác rồi. Trong lòng Diêu Hữu Thiên rất buồn bực, hôm qua Uông Tú Nga nói Cố Thừa Diệu đưa Diêu Hữu Thiên đi chơi, kết quả là cái tên đó hôn cô xong thì mất tích rồi. Sáng sớm nay tỉnh dậy, chả thấy bóng dáng đâu. Trước đây khi cưỡng ép cô vẫn còn thái độ lắm cơ mà. Lần này chỉ có hôn thôi mà anh ta đã thế này rồi. Thích người khác thì sao nào? Lý Khả Nghi mặc dù muốn Diêu Hữu Thiên và anh trai mình ở bên nhau nhưng giờ đây người ta cũng đã kết hôn rồi. Anh trai mình không còn cơ hội nữa. Người phụ nữ ấy không phải là mất tích rồi sao? Cậu cố gắng thêm tí nữa, để anh ấy thích cậu là được rồi. Không sai, không sai. Doanh Diễm Kiều gật đầu. Chúng ta là người phụ nữ của thời đại mới, đã thích anh ta vậy thì cố gắng làm cho anh ta thích cậu, là vậy à? Diêu Hữu Thiên bắt đầu thấy mơ hồ rồi. Không sai, chính là vậy. Mặc Dư Tiệp gật đầu lia lịa, không quên kéo theo một người ủng hộ. Tư Nhiễm, cậu nói đúng không? Hả? Từ Tư Nhiễm hôm nay rõ ràng không bình thường. Cô vô thức trả lời, đúng, đúng. Tư Nhiễm, cậu làm sao vậy? Không khỏe à? Diêu Hữu Thiên lúc này mới phát hiện sắc mặt của Tư Nhiễm không tốt. Mình không sao. Từ Tư Nhiễm cười cười, nhìn Diêu Hữu Thiên, đem lời nói định hỏi cô nuốt xuống, nhưng trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Thiên Thiên, cậu muốn làm thì cứ làm đi, có nhiều người ủng hộ cậu như vậy mà. Mình suy nghĩ một chút, có nên cưa Cố Thừa Diệu không? Có nên cố gắng một lần không? Thiên Thiên, cậu biết không, anh trai cậu cho người chèn ép cái tên đáng ghét kia đấy. Khi Từ Tư Nhiễm nói câu này, trong lời nói còn có sự ngưỡng mộ mà đến ngay bản thân cũng không phát hiện ra. Hả? Lúc trước Diêu Hữu Thiên có nghe Triệu Nhân Uyên nói một lần, nhưng cô vừa về Bắc Đô, còn chưa kịp đi hỏi Diêu Hữu Quốc. Từ Tư Nhiễm gật đầu, nhớ đến Diêu Hữu Quốc thời gian trước, cô làm việc ở ngân hàng, lúc đó cũng ở phòng giám đốc, cô đưa một chứng từ lên. Diêu Hữu Quốc nhìn tổng giám đốc Trương của ngân hàng, thái độ lạnh nhạt kiêu ngạo,
về việc vay tiền của địa hợp, các anh tiếp tục chèn ép đi, yên tâm tôi sẽ giới thiệu phi vụ khác cho các anh, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến nguồn lợi của các anh đâu. Diêu tổng khách khí quá, chúng ta đều hợp tác lâu năm rồi, yên tâm, tôi nhất định không cho địa hợp vay tiền. Ừ, Diêu Hữu Quốc gật đầu, Triệu Nhân Uyên bắt nạt em gái mình, muốn sống sung sướng như thế à, chắc chắn không thể nào. Khi Từ Tư Nhiễm biết Diêu Hữu Quốc vì Diêu Hữu Thiên mà làm như vậy, kẻ không có anh chị em như cô chỉ thấy rằng, Diêu Hữu Thiên thật là hạnh phúc. Diêu Hữu Thiên sau khi nghe được tin này, lại không hề cảm thấy vui chút nào. Trên thực tế cô muốn coi Triệu Nhân Uyên như người xa lạ, cơ bản không muốn phí sức để đối phó với anh ta, cũng không cần thiết, quay về mình sẽ nói chuyện với anh cả sau. Đối với những người không quan trọng, thì không thèm để ý đến là được. Từ Tư Nhiễm im lặng, câu hỏi anh cả của Diêu Hữu Thiên đã có bạn gái hay chưa, không biết phải nói ra như thế nào. Mặc dù mới gặp Diêu Hữu Quốc vài lần nhưng Từ Tư Nhiễm phát hiện mình cứ luôn nhớ về anh, cảm giác này đối với cô mà nói là lần đầu tiên. Anh cả cậu tốt thật đấy, dường như biết được tiếng lòng của cô vậy. Doanh Diễm Kiều lên tiếng trước, có anh trai thật tốt, nghĩa khí quá đi mất. Đúng rồi, anh cả nhà cậu cũng nhiều tuổi rồi nhỉ, có bạn gái chưa? Nếu anh ấy chăm sóc em gái như vậy, bạn gái chắc là ghen chết mất nhỉ, hình như là chưa có. Diêu Hữu Thiên thật ra cũng không rõ, anh cả nhà mình tạm thời có thể là chưa muốn giải quyết vấn đề cá nhân. Thật ra Diêu Hữu Quốc trước đây có một người bạn gái, từ cách đây rất lâu rồi. Diêu Hữu Thiên nhớ lúc ấy mình còn rất nhỏ, người con gái ấy còn đến nhà họ Diêu vài lần. Khi ấy nhà họ Diêu còn chưa giàu có như bây giờ, cả gia đình đều chen chúc trong cái xưởng cũ kia. Hình như gia đình người con gái ấy chê nhà họ Diêu không có điều kiện, không đồng ý, hai người sau đó thì chia tay. Từ đấy trở đi anh trai không tìm bạn gái nữa. Diêu Hữu Thiên hiện giờ không nhớ được hình dạng của người con gái ấy nữa, nhưng nhớ được người con gái ấy lúc cười rất ngọt ngào, nhìn vào thấy rất thoải mái. Nếu không phải vì ba mẹ đối phương không đồng ý, thì bây giờ cô đã được làm cô rồi nhỉ. Sắc mặt của Từ Tư Nhiễm xám xịt, tạm thời không muốn giải quyết vấn đề cá nhân sao. Nhưng cô lấy lại ý chí chiến đấu rất nhanh, không có bạn gái thì cô vẫn còn cơ hội nhỉ. Sau khi gặp mặt bạn bè, tâm trạng của Diêu Hữu Thiên rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Lời nói của Doanh Diễm Kiều hơi quá đáng nhưng cũng rất có lý. Lý Khả Nghi nói cũng đúng, dù thế nào đi chăng nữa Cố Thừa Diệu hiện giờ là chồng cô còn có nhiều cơ hội hơn cái người phụ nữ giờ này chả biết ở nơi đâu kia rất nhiều. Cô nên cố gắng thử một lần xem sao, khiến Cố Thừa Diệu thích cô. Đưa cô cục nhân này bền vững, biến Cố Thừa Diệu thành người chồng thực sự của cô. Trong lòng đã quyết nhưng phải làm như thế nào thì cô còn chưa có chuẩn bị. Khi về đến nhà lớn của nhà họ Cố, vừa đúng lúc qua thời gian ngủ trưa, Uông Tú Nga nghe nói cô về, kêu người gọi cô vào phòng bà. Thiên Thiên, Thừa Diệu không đưa con đi chơi à? Con lâu quá không về Bắc Đô nên hẹn gặp vài người bạn. Ừ, các con còn trẻ, chơi ùn bạn nhiều một chút cũng tốt. Khi Uông Tú Nga nói chuyện còn cầm tay Diêu Hữu Thiên để cô ngồi bên cạnh mình, lúc này mới thấy trước Moti bà đang mở một cuốn album dày cộp. Đến đây, hôm nay vừa vặn bà có thời gian sắp xếp lại hình hồi bé của Thừa Diệu, con có muốn xem không? Được ạ, nếu vào ngày hôm qua cô chắc chắn sẽ không muốn xem đâu, nhưng bây giờ thì không giống như hôm qua nữa, bà đoán chắc con cũng muốn xem. Uông Tú Nga cười, đứa cháu trai này bà rất vừa lòng, mở cuốn đầu tiên bắt đầu kể, ý... Đây là tấm chụp lúc Thừa Diệu mới sinh, rất đáng yêu phải không? Còn tấm này nữa, là lúc thôi nôi, tấm này là lúc nó đi học mẫu giáo ngày đầu tiên, còn là bà đưa nó đi nữa. Uông Tú Nga rất hiểu tính tình của con trai mình, trong cốt cách của ông kỳ thực hơi lạnh lùng, chuyện có thể khiến con trai mình quan tâm không nhiều. Châu Doanh năm đó là một, tiếp theo là Kiều Tâm Uyển. Có con gái thì quan tâm nhiều hơn, nhưng với đứa con trai Cố Thừa Diệu thì lại không quan tâm lắm. Cố Thừa Diệu ngày đầu tiên đi mẫu giáo, ngày đầu tiên học tiểu học đều là người làm bà nội đây đi cùng anh, sau đó thành tích của anh giỏi, vượt cấp, Cố Học Vũ cũng chỉ cho người làm thủ tục chứ không hỏi đến một câu. Nếu không phải năm đó Cố Thừa Diệu khuấy động thị trường cổ phiếu quá gay gắt, chị e Cố Học Vũ cũng chưa chịu rác ai quản thúc anh. Diêu Hữu Thiên lắng nghe Uông Tú Nga nói những thói quen của Cố Thừa Diệu, người đàn ông đã cùng cô sống chung mấy tháng vừa qua, lại lập tức sống dậy trong trái tim cô. Xem hết từng cuốn album, Diêu Hữu Thiên đưa tay chỉ vào một tấm hình, đây là, tấm này chụp lúc Thừa Diệu đi bộ đội, lúc đó nó vẫn còn đang học đại học thì phải. Diêu Hữu Thiên cúi đầu nhìn Cố Thừa Diệu trong tấm hình, người mặc bộ đồ ràng ri,
Lương đeo một cây sung, nhìn rất đẹp trai tuấn tú, còn có nét rạng rỡ, ngón tay vô thức mà sờ đến tấm hình. Cố Thừa Diệu, con thích thì cầm về đi. Uông Tú Nga rất hài lòng với dáng vẻ của Diêu Hữu Thiên lúc này, dù bà già rồi nhưng không lú lẫn. Hôm qua Diêu Hữu Thiên đổi lời nhanh như vậy, chắc hai đứa nhỏ lại có vấn đề, nhưng chúng không nói, bà cũng không nên hỏi. Bà tin vào mắt mình, cũng tin Cố Thừa Diệu nhất định sẽ thích Diêu Hữu Thiên. Diêu Hữu Thiên im lặng, tay đặt lên cuốn album, trên mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên. Thiên Thiên à, Cố Thừa Diệu đứa bé này chỉ là tình tính hơi bướng bỉnh, con cho nó chút thời gian, bà tin là nó nhất định sẽ yêu con. Uông Tú Nga đột nhiên nói câu này khiến Diêu Hữu Thiên trợn tròn mắt. Bà nội, bà cũng biết cuộc hôn nhân này thiệt thòi cho con rồi, nhưng xin con nhất định phải tin rằng, bản tính của Thừa Diệu không xấu, nó là do một tay bà nuôi nấng, bà rất hiểu nó, nếu nó yêu con thì con chắc chắn sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Nắm lấy tay Diêu Hữu Thiên, Uông Tú Nga cổ vũ cô, Thiên Thiên, bà tin là con nhất định sẽ làm cho Thừa Diệu yêu con. Diêu Hữu Thiên mím môi, nhìn vào Uông Tú Nga, cuối cùng mạnh mẽ gật đầu, bà nội, bà yên tâm, con nhất định sẽ làm cho anh ấy phải yêu con. Tốt, tốt, Uông Tú Nga mãn nguyện, nam theo đuổi nữ cách cả ngọn núi, nữ theo đuổi nam cách một lớp lụa, chỉ cần Diêu Hữu Thiên chịu chủ động, hiện giờ chúng lại là cặp vợ chồng trẻ người non dạ, tin chắc là tình cảm sẽ phát triển rất nhanh. S, chị Thiên yêu anh Diệu rồi nhé, từ giờ mình đổi cách xưng hô cho nó ngọt ngào cảm xúc được không các bạn. Trung thu, không cần biết Cố Thừa Diệu có nguyên ý hay không, lễ trung thu phải quây quần bên gia đình, người một nhà này ngoài gia đình của Cố Chí Cương còn có gia đình Cố Chí Cường, Cố Học Văn, Tả Phán Tình, Cố Thừa Kỳ, Cố Thừa Lân còn có cả nhà Đỗ Lợi Binh, vào lễ trung thu đều trở về nhà lớn nhà họ Cố, mọi người ăn cơm sớm rồi đến khu nhà phía đông, hoa quýt ở đây đang nở rộ, trong không khí phảng phất mùi hương hoa, người làm bê hoa quả, bánh trung thu, đồ ăn vặt đặt lên bàn, Uông Tú Nga và Trần Tinh Như rất hài lòng, tuổi cao rồi chính là thích con cháu xung vầy bên mình. Diêu Hữu Thiên hôm qua không nhìn thấy Cố Thừa Diệu, cái tên kia đi sớm về trễ, cô căn bản không có cơ hội gặp anh, hôm nay là trung thu, anh cuối cùng cũng không trốn được nữa, chịu về nhà rồi. Có điều mặc dù anh ở đây nhưng từ đầu đến cuối cũng không thèm đếm xỉa đến cô một cái, chỉ mãi nói chuyện với hai anh em Cố Thừa Kỳ. Anh cho rằng, cô sẽ bỏ qua cho anh như thế sao? Cắt mấy chiếc bánh trung thu khác nhau, sau đó lấy mỗi cái một miếng đặt vào đĩa. Diêu Hữu Thiên đi đến trước mặt Cố Thừa Diệu, kéo ghế đến, ngồi cạnh anh. Thừa Diệu, sao anh không ăn bánh trung thu? Sự quan tâm bất ngờ của cô khiến Cố Thừa Diệu khựng lại, nhìn đôi môi đỏ mọng của Diêu Hữu Thiên, trong đầu hiện lên hình ảnh nụ hôn tối hôm kia, xoay gương mặt cứng ngắc ra chỗ khác. Tôi không thích ăn bánh trung thu. Diêu Hữu Thiên gật đầu, hôm qua lúc xem album hình, cô có hỏi Uông Tú Nga rồi, bà nói Cố Thừa Diệu không thích ăn đồ ngọt, loại này là bánh mặn, không ngọt. Lấy một chiếc tăm ghim vào chiếc bánh nhân trứng mặn, Diêu Hữu Thiên đưa tới trước mặt anh, nếm thử đi. Miếng bánh gần như được đưa đến miệng anh rồi, Cố Thừa Diệu trợn mắt với cô để cô biết điều mà dừng lại. Diêu Hữu Thiên biết anh không muốn nhìn thấy mình nhưng cô dám cá rằng, người lớn đều ở đây, anh nhất định sẽ không làm mất mặt mình đâu. Mỉm cười đưa miếng bánh đến miệng anh nếm thử đi mà, thật sự không ngọt đâu. Cô, vị mặn trào lên trong miệng còn có mùi thơm của trứng mặn. Cố Thừa Diệu định nổi giận nhưng lại sợ đụng đến người lớn, chỉ có thể mạnh mẽ lườm Diêu Hữu Thiên một cái. Bị anh lườm, Diêu Hữu Thiên không những không tức giận, ngược lại rất vui vẻ, dán sát mặt vào tai anh, dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe được Cố Thừa Diệu, anh đỏ mặt rồi.